Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường vành đai của thành phố Bắc Giang được đầu tư và đưa vào sử dụng đã mở rộng không gian đô thị, kết nối các khu vực của địa phương này và nhiều huyện lân cận. Và điều này sẽ góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố cũng như của tỉnh Bắc Giang. Không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, công trình đã đem lại niềm vui rất lớn đối với người dân nơi có công trình đi qua. Công trình đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Võ Nguyên Giáp và cầu vượt qua đường tỉnh 295B đã cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật sau hơn 10 tháng triển khai thi công. Đây là công trình có tiến độ thi công rất nhanh, hoàn thành sớm hơn nhiều so với kế hoạch. Công trình được đầu tư và hoàn thành sẽ khép kín tuyến đường vành đai thành phố Bắc Giang. Đây là một cái tuyến đường hết sức quan trọng. Cái việc hoàn thành ba cái dự án này để tạo thành cái tuyến vành đai kết nối của thành phố có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt giao thông, để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung, kết nối về đô thị cũng như kết nối về giao thông giữa các khu vực ở trong của địa bàn thành phố gắn với các khu vực lân cận của các cái địa bàn lân cận như Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên. Không ai hẹn ai, trong ngày hôm nay, hàng trăm người dân ở phường Đa Mai, Tân Mỹ và một số địa phương lân cận đã có mặt trên công trình. Vẫn biết công trình được đầu tư xây dựng sẽ đem lại niềm vui, nhưng với nhiều người, niềm vui này đến sớm hơn. Thậm chí với nhiều người, sự đổi thay này giống như giấc mơ. Tôi thấy như là nhà nước mà làm được cái cầu này là chúng tôi rất là phấn khởi. Mà nhân dân thay đổi đời sống mới, chúng tôi hôm nay là tôi phấn khởi lắm rồi. Đi bộ từ Thanh Mai đến tận đây, tôi thăm cái con đường này tôi rất là phấn khởi, đấy, hạnh phúc lắm. Trong một giấc mơ chưa bao giờ từng thấy mà hiện tại bây giờ lại là thành một con đường rất đẹp và cho tất cả mọi dân mọi người được lưu thông và đi thuận tiện. Tôi đi tham quan cả đường suốt từ đầu cầu bên đầu thành phố chỗ khu công viên kia lên đây. Tôi cảm thấy rất là thoải mái và sung sướng. Để có thể hoàn thành và sớm đưa công trình vào sử dụng, thời gian qua các nhà thầu đã tập trung cao nhân lực vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ngay tại công trình đường Trần Hưng Đạo đến đường Võ Nguyên Giáp và cầu vượt qua đường tỉnh 295B, đơn vị thi công đã huy động hơn 100 lao động thi công liên tục 3 ca. Trong quá trình triển khai thực hiện, người dân đã rất đồng tình. Khi mà thấy được cái mục tiêu ý nghĩa của tuyến đường này thì người dân rất đồng thuận. Đặc biệt là đối với các hộ gia đình mà bị ảnh hưởng bởi dự án thì qua cái công tác tuyên truyền vận động của cả hệ thống chính trị, người dân nắm được, hiểu được cái ý nghĩa như vậy thì đã thể hiện sự đồng thuận rất cao. Có rất nhiều hộ dân đã sẵn sàng coi như bàn giao mặt bằng trước khi coi như nhận tiền bồi thường giải phóng bằng. Thì đây là thể hiện cái sự đồng lòng nhất trí rất cao của toàn thể người dân. Tuyến đường vành đai là công trình quan trọng trong việc kết nối hạ tầng khung đô thị của thành phố Bắc Giang. Công trình có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội khi kết nối địa phương và các huyện lân cận.